Thì chúng ta cho ngay phát diễn viên vào trung tâm sân khấu. Đây là các vị khách quý cũng như toàn thể các bạn cho đội vũ khí cộng tràng pháo tay để cổ vũ cho điệu múa rất đẹp này. Những cô gái sao vàng biểu tượng đất nước Việt Nam hình chữ S.
rất là đồng thanh. Đại diện đội trưởng và bà Vũ. Sau tiết mục